mà là âm dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử mà hảo cầu. Cha mẹ chẳng may mất sớm, để lại hai anh em tụi con côi cút. Cha mẹ sống khôn thác thiên, hãy phù hộ cho hai anh em tụi con lúc nào cũng mạnh dỗi nha cha mẹ. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu mà thục tử, quân tử hảo cầu. Anh hai, mới sáng sớm mà anh đã rượu chè rồi sao? Nhậu gì đâu mà nhậu. Chú không thấy tôi đang đọc sách Thánh Hiền sao? Nè, đọc sách Thánh Hiền là phải nhâm nhi cho nó ra kẻ sĩ, đúng không? Đó, cằn nhằn cái gì mà cằn nhằn. Kẻ sĩ, ừ. Sách Thánh Hiền, nhưng mà có thật mới giật được đạo đó anh hai. Tối ngày á, tôi thấy anh hai á chỉ ăn chơi, tụ tập, có học hành gì đâu. Như vậy á thì kẻ sĩ sống bằng cái gì hả anh hai? Chú á, chú hiểu gì kẻ sĩ? Sách Thánh Hiền mà chú nói. Chú làm sao mà chú biết được quân tử thực vô cầu bảo, cư vô cầu an là tôi nè. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Phàm phu tục tử như chú thì làm sao hiểu được sâu xa của cái sách Thánh Hiền. Tôi nói cho chú biết nè, câu đó có nghĩa là như vậy. Đã là người quân tử thì ăn không cần phải no, ở không cần phải thoải mái, hiểu chưa? Anh nói nghe hay quá ha. Ừ. Ăn không cần phải no. Đúng. Ở không cần phải thoải mái. Ừ. Không có sách Thánh Hiền nào mà dạy kỳ cục vậy á. Chỉ có anh á, anh suy nghĩ bậy bạ vậy thôi. Mà nè, anh đọc mấy cuốn sách này chi vậy? Thì để làm kẻ sĩ, để đi làm quan chứ chi. Làm quan? Ừ. Từ lúc mà cha mẹ còn sống cho đến lúc mà cha mẹ chết đi, tôi thấy tối ngày anh chỉ tụ tập ăn chơi thôi, không làm chuyện gì ra hồn. Ở đó mà làm quan thôi, anh ngồi ở đó mà làm kẻ sĩ rồi mai mốt làm quan đi. Bây giờ tôi phải ra ruộng, tôi thăm ruộng đây, kiếm cái gì á bỏ vô bụng, rồi kiếm cái gì á để nuôi cho anh làm kẻ sĩ. Ê mày vừa thôi nha mày, cái thằng kia mày vừa thôi nha mày. Mày nuôi anh hai mày được mấy ngày, mày lên mặt với tao hả? Rồi để tao sẽ ráng học, tao thi đậu làm quan, tao có thật là nhiều tiền cho mày khỏi khi dễ tao. Nhưng mà cách nào đây, cách nào mới làm quan được? Chỉ có tìm một cách lẹ nhất mà có thật nhiều tiền. Có cách rồi. Ta đã có cách rồi. Ta đã có cách rồi. Ba má ơi, ba má phù hộ cho con nha. Phù hộ cho con có thật là nhiều tiền. Con làm chuyến này, con làm ăn chuyến này trúng thật lớn nha ba má. Con nhớ là thằng em con nó giấu tiền đâu đây nè. Xin lỗi ba má. Ừ, không có. Xin lỗi ba. Không có luôn. Chỉ còn có má thôi. Ba má đúng là linh tiền. Mày hớt tốn con ba má. Con cảm ơn ba má. Mày giấu hả con? Không có cửa giấu đâu con. Đống tiền này tao sẽ làm một dáng thật lớn, rồi để tao sẽ giao to
tao sẽ vô to cho mày khỏi khi dễ anh mày. Chú ba, chú ba, anh hai đúng là có lỗi với chú ba mà. Không thay anh hai không nghe lời chú, anh mê cờ bạc cho nên chú mới ra nông nổi như thế này, nhà cửa tiêu tan hết trơn. Anh không dám nhìn mặt chú ba nữa đâu. Bảo trọng nha. Hôm nay sao kỳ cục vậy ta? Quăng từ sáng giờ không dính một con cá nào hết. Tụi cá nó kéo đi đâu hết trơn rồi trời. Hay là mình qua bên kia mình quăng tiếp. Ây cha, chắc là bầy cá lớn đây. Oh, có con cá vàng. Ta đã bắt được một con cá vàng. Xin đa tạ ân nhân đã cứu mạng. Nàng lại sao lại xuất hiện nơi này? Xin ân nhân đừng sợ, thiếp vốn là tiên nữ trông coi vườn thượng uyển ở thiên đình. Nàng nói sao? Nàng là tiên nữ trên cung đình hả? Vậy thì sao không ở trên cung đình mà lại xuống đây chui vô lưới của ta chứ? Chuyện là như vậy, một hôm từ thượng giới thiếp nhìn xuống đây thấy cảnh sông nước hữu tình đẹp nên thơ, nên đã xin phép Ngọc Hoàng cùng sáu chị em nữa xuống đây vui chơi tắm mát. Không ngờ trong lúc sơ ý đã bị Long Dương dùng phép thuật biến thiếp thành con cá vàng và giam thiếp vào cung điện của hắn. Có chuyện như vậy nữa hả? Rồi rồi sao nữa? Thế rồi Long Dương giở trò càng quấy, ép thiếp phải làm cung phi cho hắn. Thiếp phải dọa kiện hắn lên Ngọc Hoàng thì hắn mới để cho yên, nhưng vẫn giam lỏng thiếp trong cung điện dưới đáy lòng sông này. Hôm nay nhân lúc hắn uống rượu say, thiếp định trốn ra nhưng không có cách nào trốn ra được. May sao kịp lúc ân nhân quăng lưới, thiếp đã trốn vào lưới của ân nhân nên mới thoát ra được. Rồi bây giờ nàng phải bay về trời hay sao? Dân thương nhân, thiếp phải về trời ngay bây giờ để trình diện Ngọc Hoàng và tâu với ngài trị tội càn quấy của Long Dương. Nàng không cần gọi ta là ân nhân, chuyện ta cứu được nàng cũng là do tình cờ mà thôi. Ân nhân quả là người nhân đức hiếm có. Trước khi về, thiếp xin ban tặng ân nhân 7 điều ước để đền ơn. Đã nói là không cần nàng phải gọi ta là ân nhân nữa, và cũng không cần phải đền đáp ta điều gì cả. Thôi nàng hãy mau mau về thiên đình đi, chứ không á Ngọc Hoàng sẽ trông mong đó. Bây giờ chàng làm theo thiếp nha. Đi làm gì? Chàng làm đi. Rồi đó. Chàng làm cái gì vậy? Thiếp thật là may mắn mới gặp được người nhân đức như chàng, nên thiếp vừa tặng chàng 7 điều ước. Một là để đền ơn, hai là để chàng sử dụng vào chuyện có ích. Chàng muốn ước gì cũng được tội nguyện. Nàng nói sao? Nàng vừa tặng cho ta 7 điều ước hả? Giờ ta muốn ước điều gì cũng được hả? Đúng vậy, chàng muốn ước gì với 7 điều ước này cũng được. Lại còn có thể tặng điều ước này cho người khác nữa. Muốn tặng ai bao nhiêu điều ước, chàng cứ làm như thiếp vừa làm với chàng là được. Nhưng thiếp xin chàng chỉ tặng cho những ai thật sự xứng đáng. Bây giờ thì thiếp xin cáo từ, hẹn sẽ sớm tìm lại chàng. Nàng sẽ quay lại đây tìm lại ta sao? Đúng vậy, nhờ có duyên kỳ ngộ ngày hôm nay, giờ thiếp đã là người của chàng.
Nhưng thiếp phải về thiên đình sau rõ với Ngọc Hoàng rồi mới trở lại làm vợ của chàng được. Nàng nói sao? Nàng sẽ quay lại đây và sẽ làm vợ của ta sao? Tiên nữ, lực trời đã định, chúng ta có duyên phận với nhau. Chàng đã cứu mạng thiếp thì mãi mãi thiếp sẽ là vợ của chàng. Chàng mau về đi, thiếp sẽ sớm trở lại tìm chàng. Thiệt là kỳ lạ. Chuyện vừa rồi có thiệt hay sao ta? Nàng, nàng đúng là tiên nữ thiệt sao? Nàng nói là nàng sẽ quay trở lại làm vợ ta thiệt hả? Ta không có tin đâu. Chắc không có chuyện nó xảy ra đâu. Lúc nãy nàng nói nàng cho ta 7 điều ước. Vậy tại sao ta không sử dụng thử một điều ước xem coi có đúng sự thật hay không ta? Nhưng mà bây giờ mình ước điều gì bây giờ? Đúng rồi, điều ta cần nhất bây giờ là có được một chỗ ở đàng hoàng. Hồi nãy nàng chỉ mình sao ta? À, giờ cánh này lên. Đây đây. Điều ước đầu tiên của ta cần đó chính là một căn nhà chắc chắn để ở. Nhưng mà thôi, bây giờ ta nghĩ điều ta cần thiết nhất là chỗ làm, một mảnh đất để ta cày cấy. Còn cái chỗ ở thì mình sắm sửa sao cũng được mà. Điều ước đầu tiên, ta ước sẽ có được một khu vườn và một mảnh ruộng để cho ta cày cấy. Ta có rồi. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Chỉ cần như đây thôi là đủ rồi. Ta có rồi. Chuyện gì hả? Ta nhớ anh hai của ta. Lâu lắm rồi hai anh em không gặp nhau. Không biết dạo này anh hai sống chết như thế nào nữa. Sao chàng không dùng điều ước để gặp lại anh hai? Tại sao ta không nghĩ ra điều đó? Ta vẫn còn 6 điều ước mà. Đúng rồi, ta hãy dùng điều ước để gặp lại anh hai. Cảm ơn Giáng Tiên. Cảm ơn Giáng Tiên nhiều nha. Điều ước thứ hai, ta ước ta muốn được gặp lại anh hai. Trời ơi, đói quá. Có ai nhà không cho tôi xin miếng nước, cho tôi xin chén cơm đi. Tôi đói quá trời. Ủa ông này, ông đi đâu đây? Chú, xin miếng nước đi chú. Đi, tôi đang nỉ chú. Trời ơi, ăn xin ăn mày thì ông ra ngoài, ông đứng. Rồi từ từ tôi cho, sao lại lết qua đây như vậy? Tôi đang nỉ chú mà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hả? Dạ cậu, lão này vô đây để mà ăn xin. Thì lấy cho ông ta một bát cơm đi. Dạ. Tôi cảm ơn. Anh hai. Anh hai. Đúng rồi, đúng là anh hai rồi. Anh hai, anh hai không nhận ra em sao? Em là thằng ba, em của anh hai nè. Nhận chứ, nhận ra chứ. Chú ba này sao? Trời ơi, sao áo đẹp quá vậy? Trời ơi, chú ba của tôi đây thôi. Trời ơi, sao nhà chú lớn dữ vậy chú ba? Chuyện dài dòng lắm. Với lại nó có điều kỳ lạ, em sẽ kể cho anh hai nghe sau. À, bây giờ anh hai vô uống nước đi nha. Vô đây. Bỏ đi. Vô đây. Vô đây uống nước đi.
Chuyện là vậy đó anh hai. Anh hai có thấy kỳ lạ không? Chuyện mà chú nói thật là kỳ lạ. Đúng là có 102. Chú thật là tốt số đó. Cho đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Em cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Anh hai, đây là Giáng Tiên, là vợ của em, người mà em mới vừa nói cho anh hai nghe đó. Còn đây là anh hai, anh của ta đó. Em chào anh hai. Sáng giờ mà quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ mà quân tử hảo cầu. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu mà thục nữ quan quan. À, chú ba. Anh hai đang học bài à? À, đang học bài. Chú ba ngồi chơi. Chờ thôi, chú anh đang học thì cứ ngồi học đi. Không không, chú ba cứ ngồi chơi đi mà. Chú ba cứ ngồi chơi đi. Ủa chú ba đi đâu mà trưa nắng gì hả? Trời đâu ơi. Có đi đâu đâu. Không có đi đâu hả? Bộ anh có chuyện gì phải không? Cũng không có chuyện gì lớn lao đâu. Có chuyện gì thì anh hai cứ nói cho tôi nghe đi. Chú ba cho phép ha. Cũng có một chút chuyện. Anh hai nhớ là hồi đó chú ba có 7 điều ước đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chú ba xài hết 2 điều ước rồi. Dạ phải. Bởi vì chú ba có nhà cao ha, cửa rộng ha, vợ đẹp. Nhưng mà điều đó liên quan gì? Liên quan chút xíu nữa liên quan nè. Cái 5 điều ước kia là chú ba chưa có dùng tới. Em đâu có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến 5 điều ước đó. Nhưng mà anh hai có công chuyện cần dùng tới năm điều ước đó. Chú không mấy, chú ba không dùng, chú ba nhường lại cho anh được không? Anh có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến 5 điều ước đó? Không phải như vậy nè. Tôi nghĩ tôi với chú ba là anh em ruột thịt. Thành ra chú ba không dùng 5 điều ước đó, thành ra chú ba nhường lại cho tôi dùng chứ không có gì hết á. Nhưng mà anh phải nói cho tôi biết anh cần 5 điều ước đó để làm gì. Thì nói chung là có chuyện cần làm quan trọng, rất là quan trọng nên tôi mới xin chú chứ. Nói chung chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi không tiện nói ra, vì chú là anh em ruột thịt của tôi mới nhờ tới chú đó. Thôi coi như là chú cho thôi vậy. Anh hai, tôi cũng có thể cho anh 5 điều ước đó cũng được, nhưng mà anh cho tôi hỏi ý kiến của Giáng Tiên nha. Cần gì phải hỏi chứ. Chứ không phải là thím đã cho chú những điều ước đó thì chú muốn cho ai dùng thì cho ai dùng chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh 3 điều ước, còn 2 điều ước tôi sẽ giữ lại. Thôi ba rưỡi đi. Hả? Không được thôi cho tôi 4 điều đi, chú giữ là 1 điều thôi được không? Thôi được, tôi sẽ cho anh 4 điều ước, nhưng mà anh phải hứa với tôi là anh không được sử dụng 4 điều ước đó một cách bừa bãi, có được không? Tôi hứa, tôi không sử dụng bừa bãi đâu. Bây giờ anh đưa tay trái ra đi. Đưa tay trái ra. Tay phải để lên đầu. Tay phải để lên đầu. Đúng rồi. Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Rồi đó. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Ủa sao mình ngu vậy mình không biết ta? Nếu biết mình lấy mình làm sớm hả? Nhưng mà anh hai, anh nhớ là anh không được sử dụng 4 điều ước này một cách bừa bãi. Chỉ những lúc mà cần thiết, hệ trọng thì anh mới đem 4 điều ước này ra để mà dùng nha. Vậy là kể từ bây giờ tôi muốn ước gì cũng được đúng không chú ba? Đúng rồi. Tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà anh hai ơi, chiếc này ngon rồi. Ôi, trời ơi, chỗ này chỗ đã quá vậy ta.
chỗ này êm nghe. Ây da, trời ơi. Wow, đúng rồi. Đúng là chỗ này rồi. Chỗ này ta sẽ thực hiện những điều ước. Điều ước ta sẽ thành sự thật. Ở đây là đúng, đúng là chỗ để cho ta xây dựng nhà cửa. Bắt đầu ta ước. Ta xin ước cho ta được một ngôi nhà to như nhà Dương phủ. Ơ mà không được, nó phải bự gấp đôi hơn nhà Dương phủ. Đúng rồi, mặt cũng còn thiếu, nó phải nhìn như là một bậc đế vương. Mà còn nữa nha, còn trong nhà là phải vàng bạc châu báu, vàng bạc châu báu thật là nhiều. Còn nữa, tùy tùng nam và nữ coi như là cả ngàn người. Ta mong ước điều ước thành sự thật. Ủa trời ơi, Lãng à, sao nhớ ước rồi mà sao không có gì hết vậy? nhớ rồi, nó chỉ mình quên rồi. Đúng rồi, điều ước phải như gì? Ta xin ước cho ta được những gì sự thật dỗ vô đầu như coi. Gió mát thiệt, đúng là nhà giàu có khác à. Muốn ăn thì cứ ra ngoài đường ngồi ăn là ra, ra ngoài sân ngồi ăn là ra, có người bưng tới cho mình ăn, có người dọn lên cho mình uống. Trời ơi, gì còn sướng gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa, đâu cần phải dạ, đi gì. Dạ, em mời lão gia ạ. Cứ để đó cho lão gia. Trời ơi, sao xấu như vậy? Sao ngày nào cũng gặp khuôn mặt hết vậy trời? Chán không chứ tôi thấy tôi chán lắm rồi nữa nè. Dạ. Em mời lão gia. Ừ, để đó. Trời ơi, tối ngày gặp hai khuôn mặt này hoài vậy? Đổi giùm tôi hai khuôn mặt mới giùm tôi coi. Ờ, mình còn nhiều điều ước mà. Mình sẽ ước cho tôi gặp hằng nha. Đúng rồi, cũng chăng rồi. Mát có gì? Thế nào gặp đứa Hằng nha. Gì kỳ vậy? Thôi đừng có quan nữa. Tối ngày gặp hoài. Ủa sao tôi ước rồi mà không thành sự thật? À, mình ước sai rồi. Mình phải bắt chước thằng em của mình. Nó đã dặn mình ước sao? Mình phải làm đúng như nó, mình mới gặp được Hằng nha. Đúng, cho tôi xin được gặp Hằng nha. Ở đây là đâu vậy? À, đúng rồi, ta ước ta được lên cung trăng mà. Đây rồi. Mà sao lạnh dữ vậy trời? À, đúng rồi, lên cung trăng phải có Hằng Nga. Hằng Nga ơi, Hằng Nga,
nàng đang đâu? Hằng Nga, Hằng Nga thì phải có chú Cùi. Chú Cùi ơi, Hằng Nga à. Trời ơi, sao không thấy ai thì trời ơi, sao mà nó lạnh dữ trời. Không được rồi, chỗ này không được rồi, ta phải đi chỗ khác mới được. Đúng, phải có mặt trời cho nó ấm áp lại. Chúng ta trở về với mặt trời đi. Chúng ta trở về với mặt trời. Trời. Ủa sao không được? Ta còn đi ước mà. Ta còn đi ước mà. Đúng rồi, ta sẽ ước trở về với mặt trời. Trời ơi, Gì mà trái vô mắt ta dữ vậy? Sao do mặt trời gì kia vậy? Một mặt trời thôi chứ hai ba cái mặt trời sao chịu nổi. Nóng quá. Trời ơi, ta sắp bị đốt cháy. Ta mà còn ở đây chắc ta sẽ thành heo quay quá. Không được, ta phải về nhà. Cho ta miếng nước. Ta cần miếng nước. Ta phải được đi tắm. Ta phải được đi tắm. Ủa sao còn đi? Ta còn đi ướt mà. Cho ta ướt ta được về nhà. Ta được đi tắm. Có gì đó xuống kìa, như bự đó anh. Không phải đâu, người đó, xuống cứu người ta đi. Hình như như cái mặt quen quen. Ai như vậy? Chú Hai kìa. Hả? Chạy về nhà kêu chú Ba, vợ chồng chú Ba lại đây. Dạ, đi dạ. Để lên. Anh hai ơi, tỉnh lại anh hai ơi. Bỏ mất lại nhìn em đi anh hai, tôi làm sao vậy? Vô ích thôi, không còn cứu đỡ được đâu. Ổng chết ngắt rồi. Không thể nào, anh hai tôi không thể nào chết được. Anh hai mở mắt ra đi mà anh hai. Anh hai tỉnh lại đi mà anh hai. Anh hai ơi, anh hai có nghe tôi nói gì không anh hai? Xin chàng bớt đau lòng đi. Anh hai đã ra đi rồi, không còn cứu được nữa đâu. Vợ chồng mình đem anh hai về lo hậu sự đi. Anh hai ta không thể nào chết được. Giáng Tiên ơi, nàng là tiên nữ, nàng hãy dùng phép thuật giúp cho anh hai ta sống lại đi Giáng Tiên. Ta xin nàng đó. Chàng quên rồi sao? Bây giờ thiếp đã là người phàm mắt thịt rồi, không có còn phép thuật nữa. Vậy thì bây giờ không còn cách nào để cứu anh hai của ta sống lại sao? Anh hai ơi, ta nhớ rồi, ta vẫn còn một điều ước. Đúng rồi, ta còn một điều ước. Ta sẽ dùng điều ước đó để giúp cho anh hai ta sống lại nha Giáng Tiên. Chàng chỉ còn một điều ước đó thôi, nhưng chàng cứ tùy ý sử dụng, không cần phải hỏi thiếp đâu. Thì thiếp tin là chàng luôn làm điều đúng. Giáng Tiên à, ta sẽ dùng điều ước cuối cùng để cứu sống anh hai của ta. Điều ước cuối cùng của tôi ước cho anh hai của tôi được sống lại, khỏe mạnh lại bình thường. Ta đang ở đâu đây? Ta chưa bị nướng chín đen thui hả? Anh hai không có bị nướng chín, mà chút xíu nữa anh hai làm mồi cho Hà Bá rồi đó. Em ba. Anh hai tới lại em mừng lắm. Anh gặp em anh cũng mừng quá. Vừa rồi anh bị rớt xuống sông, đã chết đuối rồi đó. Nhờ có người vớt anh lên, và nhờ có điều ước cuối cùng của chồng em mà anh mới được hoàng thế đó. Còn nhà cửa, cơ ngơi của anh đâu? Anh không còn nhà cửa gì hết, vì anh đã sử dụng điều ước một cách vô nghĩa và bừa bãi, nên phép tiên cũng bị tiêu tán. Thật có lỗi với chú Thiết, ta đúng là kẻ phá hoại, chuyên làm khổ cho mọi người, xấu hổ lắm. Ta xin từ biệt chú Thiết.
Từ nay ta không dám gặp mặt chú thím nữa. Bảo trọng nha. Anh hai. Anh hai à. Anh hai không cần phải đi đâu hết. Về nhà đi anh hai. Nhà nào? Nhà của vợ chồng em. Anh hai về nhà em. Vợ chồng em sẽ lo cho anh hai mà. Đừng đi đâu hết. Em biết là anh hai đã biết cái sai và anh đã tỉnh ngộ rồi. Chú Thím thiệt là tốt bụng quá. Từ ngày tôi hứa với chú Thím không làm chú Thím thất vọng nữa đâu. Thôi về nhà thay đồ đi anh hai. Nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người. Đi anh hai. Như vậy thì kẻ sĩ sống bằng cái gì hả anh hai? Chú á. Chú hiểu gì kẻ sĩ? Sách cái điều mà chú nói. Chú làm sao mà chú biết được? Quân tử thực vô cầu bảo, cư vô cầu an. Tôi nghe nè. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Phàm phu tục tử như chú thì làm sao hiểu được sâu xa của cái sách cánh này. Xin ân nhân đừng sợ. Hiếp vốn là thiên nữ, trông coi vườn thượng uyển ở thiên đình. Rồi bây giờ nàng không bay về trời hay sao? Do thương nhân. Chỉ còn có má thôi. Tôi sẽ cho anh 4 điều ước. Nhưng mà anh phải hứa với tôi là anh không được sử dụng 4 điều ước đó một cách bừa bãi. Có được không? Tôi hứa. Tôi không sử dụng bừa bãi đâu. Anh hai không có bị nướng chết. Mà chút xíu nữa anh hai làm mồi cho Hà Bá rồi đó. Em à. Anh hai tỉnh lại em mừng lắm. Anh gặp em cũng mừng quá.